Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình 7 năm mẫn nguyện về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy bảo theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Oki. Thì mình cũng đã nói với các bạn rồi, bộ truyện 7 năm ngoảnh về phương Bắc này mình muốn đọc thôi, chứ còn thực ra bên team cũng không hẳn là ủng hộ mình đọc bộ truyện này lại, thế nên mà mình sẽ không đọc được thường xuyên cho lắm, là mình sẽ đọc theo cái thời gian rảnh rỗi của mình. Có nghĩa là nếu mà mình rất rảnh và mình không có bận việc gì hết, mình sẽ đọc cho các bạn, nên nó sẽ không được thường xuyên. Còn mình sẽ vẫn phải đọc những bộ truyện theo yêu cầu của team. Thứ nhất là bộ Dụ Tình. Thực ra bộ Dụ Tình thì suýt nữa thì bị gạt bỏ rồi, nhưng mà may là lượng view của bộ dụ tình cũng là rất là may mắn, là cũng may mà đạt chỉ tiêu ạ. Còn thực sự là chưa đạt. Thì mình sẽ đọc một bộ Dụ Tình đó và một sẽ thêm một bộ nữa. Hiện giờ thì bên team cũng đã quyết định mình sẽ đọc bộ gì rồi, nhưng mà mình cũng đang phải thử test đã, tại vì hiện giờ rất nhiều kênh ngôn tình mới xuất hiện và rất nhiều người đọc. Thế nên là bây giờ mỗi lần mình chọn truyện đều là bắt buộc phải chọn những bộ truyện nó hấp dẫn rồi, hay là mỗi bộ truyện theo chủ đề hot rồi, chứ mình không được chọn như ngày xưa những bộ truyện mình yêu thích nữa. Thế nên là các bạn hãy thông cảm cho mình nha. Tập 50, chương 264, chiếc khuyên tai ấy. Lục Bất Thần mất ngủ từ sau khi cố sư nói ra hai chữ chia tay. Anh dồn toàn bộ tinh thần và sức lực vào công việc, dùng cả một đêm để giải quyết ba thi thể. Sau đó mấy ngày đêm liền, nếu không tới hiện trường thì cũng xem hồ sơ. Anh không muốn nhắm mắt, chỉ cần thiếp đi, cho dù là một giấc ngủ chập chờn, hình ảnh cố sư rơi nước mắt cũng sẽ lắc lư trong cơn mơ. Nói thân lòng, cho tới bây giờ anh không biết phải an ủi cô bằng cách nào, có những lời giải thích dường như trở nên vô ích. Cảm giác tin tưởng giữa hai con người tan thành vụn nát, đây mới là vấn đề lớn nhất. Trong trên tình cảm, anh chưa bao giờ nhận mình là kẻ mạnh. Ngược lại, anh là một kẻ thất bại từ đầu tới cuối. Đứng trước mặt cô, anh chưa bao giờ chiến thắng. Anh nắm chặt chiếc khuyên tai, đầu mày nhíu chặt. Nửa tiếng trước khi anh trở về nhà, lập tức nhìn thấy chiếc khuyên tai này trên bàn uống nước. Bên dưới chiếc khuyên tai đem một mảnh giấy của cô để lại, trên đó viết: Lục Bất Thần, anh đã làm bẩn phòng ngủ của em. Ban đầu anh cũng không hiểu chuyện gì, lật qua lật lại tờ giấy rất lâu, không hiểu ý muốn cô nói. Anh hoài nghi, đi lên tầng 2, đẩy cửa phòng ngủ ra, cô không có ở đó, phòng ngủ vẫn gọn gàng như lúc đầu, giống như chưa từng có ai nằm lên. Anh lại đi xuống nhà, nhặt chiếc khuyên tai lên lần nữa. Sau khi mấy đêm liền không được nghỉ ngơi, anh phải hơn nửa tiếng mới ngồi nghĩ lại, anh mới nhớ ra chiếc khuyên tai này là của ai. Là quà sinh nhật anh tặng vào dịp sinh nhật của Lâm Gia Duyệt, nói chính xác là món quà ngư khương lợi giúp. Lúc đó vẫn còn ở nước ngoài, Lâm Gia Duyệt hào hứng mời anh tới tham gia tiệc sinh nhật. Trước nay không có hứng thú với những nơi ồn ào như vậy, bèn lấy lý do bận để thoái thác. Nhưng dù sao cũng có quen biết đối phương tổ chức sinh nhật cũng phải có chút quả mới được. Anh không có thói quen đi mua sắm, lại càng không thể có thời gian để đi dạo không mục đích để chọn một món quà, nên đã giao lại nhiệm vụ này cho Ngư Khương. Ngư Khương sau khi chọn bộ khuyên tai này đã mang tới cho anh. Lúc đó anh chỉ vội vàng nhìn qua rồi bảo Ngư Khương đem tặng. Một bộ khuyên tai đã được đặt làm, khoảng có chiếc thứ hai, có nó bằng không. Nhưng tại sao nó lại ở nhà? Lục Bất Thần nhìn thấy mảnh giấy cố sư để lại, suy nghĩ rất lâu mới ý thức được phòng ngủ mà cô nói thực ra chỉ là phòng nghỉ. Đây là chiếc khuyên tai này bị cô phát hiện ở trong phòng nghỉ ư? Rồi nghĩ tới chuyện mục đích của nó của Lâm Gia Duyệt làm vào trong phòng nghỉ, cứ thấy đáy lòng bất chợt rung lên một hồi chuông cảm tình. Anh dạo bước đi lên trên gác, kiểm tra lần lượt từng phòng. Lúc này mới nhận ra đồ đạc của cô đã ít đi rất nhiều. Cô dọn đi rồi. Đây là suy nghĩ trực tiếp nhất lướt qua đầu anh. Qua vài lần kiểm tra, sau khi xác nhận suy nghĩ này, anh ủ ê ngồi phịch xuống sofa. Phòng khách rộng lớn dưới tầng 1 vì thiếu đi hơi thở của cô mà trở nên trống trải, giống hệt như khi cô còn chưa chuyển vào đây. Lạnh lẽo, tối tăm. Trước đây anh sớm đã thích ứng với cuộc sống đơn điệu vô vị này, nhưng vì cô đã từng tới đây mà khiến cho cuộc đời của anh thêm màu sắc. Đến giờ anh không cách nào chịu đựng nổi cuộc sống như trước kia nữa. Sự di chuyển của cô còn khiến anh nổi giận hơn hai chữ chia tay này. Điều anh nghĩ tới là cô đã chuyển đi đâu, ai giúp cô chuyển nhà, lúc này cô đang ở đâu. Một loạt những suy nghĩ câu hỏi ấy dâng lên cùng với sốt ruột, bức bách,
Giận dữ, cuộn thành một làn sóng khổng lồ đập mạnh vào người anh. Người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Kiều Vân Tiêu, đó là người chính nghe tên thôi anh cũng đã cảm thấy bực bội vô cớ. Những giây phút điện thoại được kết nối, anh lại không dám chất vấn cô thêm. Một người bướng bỉnh như cô, kiêu ngạo như cô, anh sợ sẽ càng đẩy cô ra xa hơn. Nghe nói cô trở về Kinh Châu, trái tim anh cũng bình tĩnh lại đôi chút. Anh biết cô đã hiểu lầm, nhưng chiếc khuyên tai này, hai câu qua điện thoại không thể giải thích rõ ràng. Anh ghét phải cãi vã, ghét sự lạnh nhạt của cô. Thì ra trong chuyện tình cảm này, anh cũng trở nên thận trọng dè dặt. Lâu Bắc Thần ném chiếc khăn tay trên bàn, xem ra anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội rồi. Lâm Gia Duyệt, anh cau mày. Anh ơi, em không muốn đi, không muốn đi. Em trai, thảo nó ra. Các người thảo nó ra. Anh ơi cứu em, không muốn đi. Em trai. Hình ảnh thay đổi, bức tường đầy những hình vẽ mình ngoạc. Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng đứng thẳng, dáng vẻ nhàn nhã. Cô gái xinh xắn cười tươi như hoa, chạy về phía chàng trai, ôm chặt lấy anh. Bác Thâm, bác Thâm. Em thích không? Thích lắm. Người con trai hôn lấy khóe môi người con gái, gương mặt cô gái lập tức ngập tràn hạnh phúc. Bác Thâm. Bác Thâm. Lục Bắc Thần choàng tỉnh khỏi cơn mơ, phần trán rộng ướt đẫm mồ hôi, cửa phòng bị rầm rập. Sức lực gần như có thể bật tung cả cánh cửa. Lục Bắc Thần nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu, lát sau mới ngồi dậy, bộ sơ mi trên người ướt sũng, gió thổi vào phần phật lạnh lẽo. Có lẽ vì quá mệt, anh đã ngủ quên mất. Nick nhìn đồng hồ đeo tay mới ngủ được nửa tiếng đồng hồ. Xem cửa mở thoáng, ánh nắng mặc sức rót vào nhưng vẫn khiến anh cảm thấy u ám và giá lạnh. Con người ta khi quá mệt lại quên cả những thói quen lập dị. Không có bóng tối bên cạnh, anh vẫn có thể ngủ được. Chỉ là giấc mơ quá tồi tệ. Là mơ ư, như thật, như giả. Sự chia cách trong quá khứ, anh em họ khi còn níu kéo lẫn nhau, cuối cùng vẫn bị người lớn chia tách đôi tay nhau xa. Anh nếu mạng đuổi theo, kết quả vẫn bị vô công vô ích. Đời người phải trải qua bao nhiêu niềm đứt bất thòng tâm. Đối với ly biệt, đối với những lời trái với lương tâm, đối với những mặt hiểu lầm, anh thừa nhận, anh mệt rồi. Vị khách bên ngoài vẫn đang kiên trì bền bỉ đập cửa, có vẻ như nhất quyết phải lôi anh dậy. Lúc Lục Bắc Thần đứng dậy đi ra mở cửa, một cơn đau dữ dội truyền từ bờ vai tới. Cơn đau ấy nhanh chóng đen vào lão bộ, cả cơ thể cao lớn chợt loạn choạng, đau đến nỗi gân xanh nổi lên. Có một giây phút mọi thứ trước mặt anh chợt nhòa đi. Anh mịn ngay vào tường thở dốc, cơn đau qua đi rất nhanh, tầm mắt trở lại bình thường. Đáng chết, người bên ngoài tầng từng gào lên. Lục Bắc Thần, đừng tưởng trốn trong đó không dám mở cửa, tôi biết cậu đang ở nhà. Lục Bắc Thần ổn định thành nhịp thở, đợi cho cơn đau hoàn toàn biến mất, mới đi tới trước cửa, mở ra. Cú đấm của La Chỉ xin nữa thì bay vào mặt anh. Tôi nói này, hai người ban ngày ban mặt đừng có ân tình cảm ái nữa, mãi mới chịu ra mở cửa. Nói rồi La Chỉ chui vào trong nhà, lớn tiếng với lên gác. Em gái cô ơi, La Chỉ đến này, mau xuống tiếp đón đừng có ngại ngần. Cô ấy không có nhà. Lục Bắc Thần lạnh nhạt đáp một câu, đi tới trước sofa, cứ khuyên tay vào mạch giấy đi. La Chỉ ngừng hét, ngồi phịch xuống ghế rồi hỏi. Đi đâu rồi? Cậu tới tìm tôi, hay là tìm cô ấy? Lục Bắc Thần rõ là không muốn trả lời của câu hỏi của anh ấy. La Chỉ nhún vai. Có cần vừa tới làm bàn công việc không? Không bàn thì đi đi. Rồi rồi rồi, tôi nhìn ra rồi, cậu chẳng thân thiện chút nào cả. La Chỉ thở dài, đầu hàng. Vụ án ngoại thân hối điều tra ra rồi, đúng như cậu đoán, là vụ cửa hàng đồ cổ bị mất cắp. Ba bọn họ đều là tái phạm nhiều lần, lần này cuối cùng cũng lọt lưới. Người làm Lâm Gia Duyệt bị thương là một nhân viên phục vụ nhà hàng tên là Tiểu Vũ. Cậu ta đã thừa nhận tối đó cậu ta rất muốn giết người. Cậu đoán là muốn giết ai? La Chỉ lòng vòng một hồi, anh ngờ Lục Bắc Thần không cho anh ấy cơ hội đắc ý, ném cho anh ấy một điếu thuốc rồi tự mình châm lên một điếu, bình tĩnh nói. Giám đốc nhà hàng hoặc là quản lý. La Chỉ nghe xong trợn tròn mắt. Sao cậu biết? Khó đoán làm sao? Lục Bắc Thần hỏi ngược lại. La Chỉ nghẹn lời, lát sau anh ấy châm điếu thuốc lên, rít một hơi rồi nhả khói. Là giám đốc của ngoại thân hối, Thích Kiều Kiều. Nữ giới. Ừ. Lục Bắc Thần suy tư gì đó. Ông trời đúng là có mắt, rõ ràng là hai vụ án giờ lại hợp thành một vụ án. Tiểu Vũ cũng được coi là nhân viên lâu năm trong nhà hàng, vẫn luôn tuân thủ quy định. Cậu ta vốn dĩ từng làm ở ngoại thân hối ở Bắc Kinh một thời gian, tại quan hệ khá thân với Thẩm Cường. Nguyên nhân muốn giết Thích Kiều Kiều rất đơn giản, cậu ta nghi ngờ Thẩm Cường bị Thích Kiều Kiều sát hại nên muốn báo thù. Lý do khiến tướng.
Lục Bất Thần thản nhiên nói ra bốn chữ này. Nghĩa khí anh em vào thời đại này đúng là có chút khiên cưỡng, nhưng mà theo khẩu cung của Tiểu Vũ, cậu ta nói trước khi Thẩm Cường mất tích đã từng tới tìm cậu ta, nói rằng một khi anh ta xảy ra chuyện nhất định là vì Thích Kiều Kiều. Thích Kiều Kiều nói sao? Thích Kiều Kiều hoàn toàn phủ nhận việc Tiểu Vũ nói, cho rằng Tiểu Vũ đã hận mình vì nhiều năm rồi không tăng lương thăng chức cho cậu ta. Hơn nữa, mấy tiếng đồng hồ trước khi nổ súng xảy ra, vì làm mất lòng khách hàng, Tiểu Vũ đã bị cô ta ra lệnh đổi việc. Anh ở cậu ta lại đem lòng căm hận, lại định giết người. Lục Bất Thần trầm tư. Cô ta không quen Thẩm Cường ư? Không, cô ta quen Thẩm Cường, nhưng cô ta cho rằng quan hệ giữa Thẩm Cường và Tiểu Vũ không tốt đẹp như Tiểu Vũ khai báo. Tôi còn điều tra các nhân viên của nhà hàng, họ không có ấn tượng gì về cái tên Thẩm Cường cả, thế nên tạm thời chưa thể phán đoán được khẩu cung của Tiểu Vũ có đáng tin cậy hay không. Rồi sau nữa? Lục Bất Thần ngước lên nhìn ngấy, là chỉ cười ha ha, rút từ trong cặp tài liệu ra hai tấm vé máy bay, đẩy một tấm tới trước mặt anh. Rồi sau đó chúng ta phải lập tức xuất phát đi Bắc Kinh, đồng nghiệp phía đó đã bàn bạc xong rồi. Lục Bất Thần cầm lấy vé máy bay, nhìn qua nhướng mày. Hàng ghế thương gia, anh giơ tấm vé lên về phía La Trì. Cảnh sát La. La Trì lập tức cười trừ. Kinh phí quá hạn, kinh phí quá hạn. Cầm hồ chiếu của tôi đi mà vẫn có thể đạt được hạng thương gia, cậu đúng là khiến tôi sửng sốt đấy. Lục Bất Thần khẽ nói. Tôi sợ một mình ngồi ở khoang thương gia sẽ cô đơn, lạc lõng lạnh lẽo ấy mà. Tôi biết hộ chiếu của cậu có thể ngồi thẳng đến khoang hạng nhất, nhưng tôi thì không. La Trì cười cực kỳ vô sỉ. Lục Bất Thần không định so to thêm với anh ấy, anh cầm lấy vé máy bay đứng dậy. Trước khi đi Bắc Kinh, tôi cần giải quyết một việc. Chương 265, kẻ khơi mào cho những lời đồn đại. Từ sau khi hành vi vừa giao lần đó của Tình Thiên Vĩ trong phòng họp, Hứa Đồng không bình yên được nữa. Giống như một vũng nước tù, vẫn luôn bình lặng bất ngờ bị người ta khuấy lên. Những gợn sóng ấy không sao biến tan đi được nữa. Những lời đồn đại gièm pha cũng lan tràn rất nhanh. Sau khi cô bàn giao xong công việc, những dân viên cấp dưới vẫn cung kính lễ phép, vừa đi, quay đầu bỏ đi, lại lập tức thì thà thì thụt. Khi cô tới phòng nghỉ ngơi rót nước, cũng là thường phát giác ánh mắt của các đồng nghiệp nữ dồn cả về phía mình. Những cái nhìn chi chi trò trò, cô không cố tình đón đầu, nhưng quả thực chỗ nào cũng có. Không cần nghĩ nhiều, Hứa Đồng cũng biết họ đang truyền tay nhau chuyện gì. Hành vi không chút kiêng dè của Tịnh Tiên Vĩ lộ ra trước mắt các nhân viên cũng đồng nghĩa với việc cô lại trở thành nữ chính của các tin đồn. Mỗi ngày trước khi đi làm, Hứa Đồng lại ra sức tự nhủ với mình rằng đừng có quan tâm. Trước đây đâu phải chưa từng trải qua những tình huống như thế này. Cô ép buộc bản thân phải tin rằng Tịnh Tiên Vĩ chẳng qua chỉ trêu chọc cô cho vui thôi, giống như mấy lần trước vậy. Nhưng dù tất cả mọi chuyện lý luận đều sáng tỏ, cô vẫn không nào vô tư nghỉ ngơi như trước đây. Cùng Tịnh Thiên Vĩ đi tiếp khách mấy lần, lần nào cũng đề nghị cô đưa cô về nhà, cô cũng từ chối. Lúc ở công ty, trừ phi phải báo cáo công việc bắt buộc, nếu không cô tuyệt đối không bước vào trong phòng làm việc của anh. Nếu có văn bản cần ký hoặc là những thủ tục thông thường, cô sẽ cử thẳng cô thư ký ở phòng thư ký. Nếu có bất đắc dĩ phải vào phòng của anh, cô cũng cố gắng biểu đạt mục đích nhanh gọn rồi sau đó rời đi, không thể ở lại quá đâu. Nhưng cho dù như vậy, trong giấc mơ cô cũng không yên ổn. Cô hay mơ tới anh nhẹ nhàng ôm lấy cô và nói: Hứa Đồng, vậy tôi sẽ cùng em điên cả đời. Lần nào cô cũng thẳng thốt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bên tai vẫn còn vọng lại giọng nói trầm trầm của anh. Cô không cần anh điên cùng mình, giống như việc cô chưa từng nghĩ sẽ có một người đàn ông giống như Thịnh Tiên Vĩ. Tính mục đích và công kích của anh quá mãnh liệt, khiến cô quên cả việc phải chống trở lại, chỉ liên tục lùi lại. Cô không biết những người con gái khác có phải khi gặp những tình huống này cũng như vậy hay không, chỉ biết rằng mọi chuyện của mình đều đã loạn cào cào. Gặp Tịnh Thiên Vĩ là gặp tất cả những chuyện khó mà tưởng tượng nổi, cũng giống như chuyện của Thẩm Cường. Ngày hôm nay, Hứa Đồng không tham gia các buổi tiệc trưa, mỗi lần lái xe đưa tới những địa chỉ Thẩm Cường ở ngoại ô. Tịnh Thiên Vĩ đã phủ nhận việc đó, có bà lão có đôi chân gót sen, cô muốn tới xác nhận lần nữa xem có thật là mình hoa mắt hay không. Khu nhà cũ vẫn điều hưu như thế, trước cửa đứa bé căn nhà ấy đang ngồi ịch dưới đất. Cô đi thẳng vào trong tòa nhà, bầu không khí ẩm thấp một lần nữa phả vào trong mặt, quện chặt lấy hơi thở cực kỳ khó chịu. Lúc đi ngang qua cửa nhà cô gái nhỏ, cô nghe thấy bên trong vọng ra tiếng tranh cãi, là giọng của phụ nữ cực kỳ ầm ĩ điên rồ. Hứa Đồng nhớ lại vẻ hám tiền của người phụ nữ đó, nhíu mày rồi đi thẳng đến gác. Căn nhà đối diện cầm tường vẫn đóng chặt cửa, không còn mở toang như lần trước. Hứa Đồng nín thở, giơ tay gõ cửa. Rất lâu không thấy ai mở cửa. Cô do dự, lẽ nào hôm đó thật sự chỉ là trùng hợp như Tịnh Thiên Vĩ nói. Khi cô gõ cửa lần hai, vẫn không có động tĩnh.
hứa đồng bỏ cuộc, quay sang nơi ở của Thẩm Cường. Vẫn không có ai, còn nguyên vẹn như lần trước họ rời đi. Chỉ có điều lớp bụi trên bàn đã dày thêm một chút, chứng tỏ khoảng thời gian này tích cực chưa từng có ai tới đây. Hứa đồng khẽ thở dài, Thẩm Cường này rốt cuộc đã đi đâu? Anh ta là người duy nhất có thể liên hệ với đèn xanh, cô rất muốn tìm anh ta hỏi cho rõ ràng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nhìn xung quanh một lượt, cũng không có phát hiện gì mới, tay bị dính một ít bụi, cô vào nhà vệ sinh rửa sạch. Khi quay đầu thì bất chợt liếc thấy một bồn tắm. Cô bước lên, nhà vệ sinh không rộng lắm, nhưng bồn tắm thì rất lớn, có phần cũ kỹ, lớp gạch men trắng đã ố vàng, vị trí giọt nước của bồn tắm có chút đỏ đỏ, để cũng thứ bàn đấy có liếc thấy. Cô tỉ mỉ quan sát, rồi giơ tay ra sờ thử, lớp màu đỏ ấy thấm lên ngón tay, cô xoa xoa, nhưng không biết đây là thứ gì. Máu sao? Cũng không giống lắm, dù lại cảm thấy bàn tay có chút dính nhầm nhớp, cô bèn đứng dậy đi rửa tay lại. Lúc đi xuống, gia đình đã không còn cãi nhau, Hứa Độc khẽ thở dài, ra khỏi khu nhà, đứa bé kia vẫn còn đang ngồi nghịch đất, cô ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé. Bé à, nghịch bất đần mần lắm. Bé gái ngẩng đầu lên nhìn cô, không nói gì, tiếp tục cúi đầu nghịch. Bé à, cô hỏi con một chuyện nhé. Cô bé lại ngước nhìn. Ở tầng trên nhà cháu có phải có một bà cụ đang sống không? Ánh mắt cô gái nghi hoặc, lát sau lắc đầu nói. Trên gác không có bà cụ nào ở cả. Chính là bà cụ có đôi chân rất nhỏ, tay cầm chiếc quạt to mỏng ấy, chưa từng gặp bao giờ sao? Cô bé lắc đầu, Hứa Đồng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh giá, bé gái sống thường xuyên ở đây. Nếu ngay cả nó cũng chưa từng nhìn thấy bà lão thì đó chứng tỏ là người cô nhìn thấy hôm đó thật sự có vấn đề. Thấy gương mặt nhỏ nhem nhuốc của nó, rồi lại nhớ tới chuyện bố mẹ nó vừa cãi nhau, Hứa Đồng bỗng thấy thương đứa bé này. Có lẽ chính chuyện cãi vã của người lớn đã đẩy trẻ đứa bé ra đây. Bé à, mau về nhà đi, bố mẹ đang đợi con đấy. Chắc chắn là cãi nhau xong rồi, để đứa bé con ngồi một chơi một mình dưới nhà thế này rất nguy hiểm. Ai ngờ cô bé lại chớp chớp mắt nói với cô. Cô ơi, con chỉ có mẹ thôi, không có bố. Hả? Bạn ấy cô rõ ràng nghe thấy có người cãi nhau với người phụ nữ đó mà. Vậy bây giờ trong nhà con có ai? Cô bé nói. Chỉ có con, mẹ con ở nhà thôi mà. Hứa Đồng đứng đờ ra tại chỗ. Sau khi suy nghĩ mấy giây thì như bị ai đó đập vào đầu. Không sai, từ đầu tới cuối đều là người phụ nữ đó tự cãi vã. Ông trời ơi, cô chợt rùng mình. Sau khi đứng dậy, cả người nổi da gà. Khu nhà này đâu đâu cũng toát lên vẻ quái dị. Thẩm Cường giấu đèn xanh, bà lão với đôi chân ngót sen bỗng dưng biến mất. Bây giờ lại có thêm một người phụ nữ, thần kinh có lẽ không bình thường. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay về trong công ty, cô bé trong phòng thư ký chủ động pha cho cô một cốc cà phê. Lúc đưa tới thì cười tươi rói. Sau khi uống một ngụm cà phê, Hứa Đồng ít nhiều đã hoàn hồn trở lại. Thấy cô gái kia vẫn còn đứng đó, cô hỏi. Có chuyện gì à? Chị Đồng. Cái miệng của cô ấy rất ngọt, chủ động kéo ghế ngồi sát lại. Em hỏi chị một chuyện nhé. Hỏi đi. Hứa Đồng lại uống thêm mấy ngụm cà phê nữa. Bây giờ cô không uống được quả phê quá đắng, cô thư ký pha rất vừa vặn. À, chị Đồng này, chị và Tổng Giám Đốc Thịnh khi nào thì tổ chức đám cưới đấy? Hả? Hứa Đồng bị bốc xì vì cô hỏi của cô gái kia, hò khụ khụ mấy tiếng mãi không dứt. Cô gái sững người, vội vàng bước tới đấm lưng cho cô. Anh ra chị Đồng, chị kích động gì chứ, em có nói gì đâu. Thế mà còn gọi là chưa nói gì đâu. Khó khăn lắm Hứa Đồng mới ngừng ho được, giơ tay lên ra hiệu, cô gái nhỏ mới dừng lại, bội bội vàng vàng đưa cho cô một tờ giấy. Sau khi hơi bình ổn hơi thở trở lại, cô hỏi cô gái. Anh nói với cô, tôi và Tổng Giám Đốc Thịnh sẽ làm đám cưới. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô gái ngẩn ra, rất lâu sau mới nói. Không thể nào. Sao lại không thể? Hứa Đồng hỏi ngược lại. Cô gái há hốc miệng, Hứa Đồng thấy vậy bèn thở dài nói. Chẳng qua mấy cô chăm chỉ làm việc, buôn dưa lê loan tình thì nhanh lắm. Chị Đồng, chẳng phải chị đang là bạn gái của Tổng Giám Đốc Thịnh ư? Hứa Đồng nghẹn lời, tin đồn đã lan truyền tới mức độ này rồi sao? Ai nói vậy? Cô gái tỏ ra nghiêm túc. Tổng Giám Đốc Thịnh nói. Hả? Hứa Đồng chết đứng, mãi mới tỉnh ra. Tổng Giám Đốc Thịnh? Vâng, cũng chính là tin đồn truyền ra từ lãnh đạo cao cấp. Lúc Tổng Giám Đốc Thịnh nói chị là bạn gái của anh ấy, mấy lãnh đạo cao cấp của công ty đều có mặt mà. Cô gái nhỏ liên thuyền thí lia. Mấy ngày nay trong công ty đều đang đồn ầm cả lên, ai cũng nói lần này là Tổng Giám Đốc chủ động lên tiếng thừa nhận, thế nên chắc chắn đám cưới cũng chẳng có bao lâu nữa,
nhưng mọi người đều không dám hỏi chị. Em quả thực là tò mò quá nên mới bạo dạn hỏi chị đấy. Một lát sau, Hứa Đồng lên thẳng tầng văn phòng chủ tịch. Thư ký chủ tịch đang nhận diện điện thoại, thấy sắc mặt Hứa Đồng không ổn lắm, lập tức tắt máy. Tiểu Lưu, tổng giám đốc quay về chưa? Cô biết bàn thư ký của chủ tịch đang gọi một cuộc điện thoại cá nhân, nhưng lúc này cũng chẳng bằng tới chuyện quy định quy luật công ty nữa. Chiếc giày cao gót bị nền cồm cộp xuống mặt trải thảm châu Âu, đủ thấy cơn giận của Hứa Đồng không hề nhỏ. Tổng giám đốc về rồi nhưng mà anh ấy trợ lý Hứa. Tiểu Lưu còn chưa nói hết câu, Hứa Đồng đã thẳng thừng giơ tay gõ cửa rất mạnh. Vào đi. Hứa Đồng đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào, cô mới phát hiện trong phòng làm việc ngoài Thịnh Tiên Vĩ còn có hai người khác. Hai vị này Hứa Đồng đều quen, đều là người có quyền hành của ngân hàng. Cô hơi sững sờ, rồi nhanh chóng để nén ngọn lửa phẫn nộ ở trong lòng, khôi phục vẻ bình thản, nhìn thẳng vào mắt Thịnh Tiên Vĩ mà nói: Tổng giám đốc, có một bản hợp đồng điện tử cần anh xem qua. Thịnh Tiên Vĩ khẽ cười hỏi cô: Gấp lắm à? Không gấp, khi nào anh bàn xong chuyện với mấy vị chủ tịch phía ngân hàng thì xem cũng không muộn. Cô nói chuyện đúng mực. Thịnh Tiên Vĩ tươi cười gật đầu: Được. Hứa Đồng đang định đi thì có một trong số những chủ tịch kia quen Hứa Đồng, bèn đứng dậy: Đây chẳng phải là Tiểu Hứa à? Hứa Đồng dừng bước, quay người lịch sự mỉm cười: Chào chủ tịch Vương. Giờ làm việc cho tổng giám đốc Thịnh à? Chủ tịch Vương cười ha ha: Dạ vâng. Chủ tịch Vương chỉ tay về phía Thịnh Tiên Vĩ: Được đấy, tổng giám đốc Thịnh mời được cả Tiểu Hứa về đây. Thịnh Tiên Vĩ cười điên khiêm nhường: Vâng, cô ấy không dễ mời chút nào. Chủ tịch Vương cười phá lên, quay đầu nhìn mấy vị khác: Đồng chí Tiểu Hứa này không đơn giản đâu. Lúc trở trong tập đoàn Tinh Thạch, đứng dưới một người, đứng trên vạn người đây. Giải quyết công việc nhanh chóng gọn gàng, cô ấy là trợ lý có tiếng đấy. Mấy người khác cũng tươi cười gật đầu. Thật ra họ cũng nhận ra cô gái này bình tĩnh một cách kỳ lạ. Cô khi nào thì anh bàn xong chuyện xong với mấy vị chủ tịch phía ngân hàng, đã thể hiện một mối quan hệ rộng rãi. Khi còn chưa giao lưu với họ, đã biết rõ thân phận của họ, tuyệt đối không thể xem thường. Chương 266: Phụ nữ hám của chưa chắc đã xấu. Hứa Đồng mỉm cười nói: Chủ tịch Vương quá khen rồi. Tuổi trẻ mà khả năng làm việc giỏi giang, không hấp tấp, không kiêu ngạo, mẫu trợ lý này khó tìm đấy. Trong nụ cười của chủ tịch Vương còn mang theo hàm ý khác: Vẫn còn trẻ tuổi như vậy, Tiểu Hứa à, đừng có mải túi bụi công việc, nên tìm bạn trai đi. Em nói xem, muốn tìm mẫu người như thế nào, cứ nói với anh Vương. Hứa Đồng đang định trả lời thì tất cả tùy duyên, còn chưa kịp lên tiếng thì Thịnh Tiên Vĩ đã nói: Chủ tịch Vương, Tiểu Hứa là một cô gái cực kỳ nguyên tắc, tuyệt đối không bắt cá hai tay đâu. Hứa Đồng sững người. Chủ tịch Vương nghe xong tỏ ra kinh ngạc: Sao, Tiểu Hứa có bạn trai rồi à? Thịnh Tiên Vĩ cong môi: Chủ tịch Vương cũng nói cô ấy giỏi mà, thế nên tôi không hy sinh một chút diện mạo, sao có thể giữ cô ấy ở bên cạnh. Hả? Hai người? Chủ tịch Vương đầu tiên tỏ ra hơi nửa người ra, sau đó hiểu chuyện, bật cười: Hiểu rồi. Ai chà chà, tổng giám đốc Thịnh quả là có phúc đấy. Hứa Đồng nhìn về phía Thịnh Tiên Vĩ, nếu không phải còn người khác ở đây, cô nhất định sẽ mắng ăn nói hàm hồ. Ai dè Thịnh Tiên Vĩ tỏ ra nghiêm túc, mấy người nghe cũng rất nghiêm túc, cô chỉ còn cách mím môi cười, giống như đã ngầm thừa nhận. Sầm Vân mua về không ít đồ ăn, riêng bánh trung thu đã mua tới 5-6 hộp, rồi một hộp 12 chiếc. Cố Sơ nhìn mà choáng váng. Cố Tư coi như là có tình yêu sét đánh với bánh trung thu. Sau khi lục lọi bánh trái một hồi, nó bỗng ngủ rột nói: Sao lại ít bánh nướng thế à? Nó thích ăn bánh nướng. Sầm Vân đáp lại không chút khách khí: Con là cái đồ mọt gạo, lại còn kén cá chọn canh. Cố Tư dường như đã sớm quen với sự hà khắc của dì, bĩu môi: Chẳng phải tháng nào chị con cũng nộp cả phần tiền ăn của con rồi sao? Đủ làm sao được. Sầm Vân đang bận rộn trong bếp, vẫn còn nói không ngừng: Bây giờ giá cả tăng một vụt, mua bừa vài thứ cũng đã hết sạch tiền rồi. Giờ người ta còn chẳng tiêu tiền xu, tiền giấy, một hàng số không đã chớp mất hết. Còn nhắc đến chị con, làm ở cái bệnh viện tử tế thì không làm, giờ lại muốn quay về khó khăn cực kỳ. Cố Tư nghiêng đầu nhìn Cố Sơ, bất chước điệu bộ của Sầm Vân, hạ thấp giọng nói: Đang làm ở bệnh viện tử tế thì không làm nữa, giờ muốn quay về khó khăn cực kỳ. Đừng có bắt chước người lớn, mắc cái tật gì thế hả? Cố Sơ giơ tay đánh vào cánh tay nó một cái, rồi quay người đi ngay vào trong bếp giúp việc. Trong bếp chất đống cả thịt gà và thịt cá, đều chuẩn bị để đón Tết. Cố Sơ nhìn qua rồi nói: Như vậy có ăn hết không ạ? Dù gì cũng là đón Tết, ăn không hết thì bỏ vào trong tủ lạnh ăn dần. Cô em gái có còn đấy.
chuyện gì không giỏi, ăn thì cứ giỏi lắm. Sầm Vân nói chuyện trước giờ vẫn không dễ nghe. Cố Sơ cũng không để bụng, cô biết Cố Tư từng ngày tới đây ăn ké. Trên kệ bếp có một ít thức ăn thừa, cô định cầm lên đổ đi, bị Sầm Vân dần lại, nhíu mày nói với cô. Chưa hỏng sao lại vứt đi? Gì hà, đồ ăn thừa không tốt đâu, muốn là rau xanh, làm nóng lại sẽ mất hết thành phần dinh dưỡng. Cố Sơ khuyên nhủ. Con tưởng có gió thổi tiền bay đến đây à? Đừng có quên, năm xưa gia đình con không có tiền đã phải chịu tội nhiều như nào. Gì mà con bây giờ được sống thoải mái vài bữa là quên mất mùi vị tiền như nào rồi phải không? Sầm Vân lại đặt thức ăn về chỗ cũ. Về mấy cái thời đói kém ấy, ai lo dinh dưỡng mới không dinh dưỡng, no bụng là khá lắm rồi, đâu có bắt con ăn đâu, sốt sáng gì. Con yên tâm, trong nhà thường ngày mấy đồ ăn thừa này, cơm thừa này đều do dì ăn, mấy phần từ từ tới, có lần nào dì không làm món mới. Cố Sơ biết dì tiếc, cũng không muốn nói mãi để khiến dì phật ý. Ban đầu cô thật có thành kiến với dì, cảm thấy dì quá hung hăng, nhất là tháng nào cũng đến chuẩn bị vào ngày cô được lĩnh lương. Cho dù chỉ nộp tiền chậm một ngày thôi, cô cũng sẽ bị ăn mắng té tát. Điều khiến cô không chịu được nhất chính là dì không ít xách túi thẳng hiệu, vậy mà lần nào có hãng kiểu sáng mới, chẳng bao lâu đã thấy dì đeo. Cô chẳng hơi đâu tỉ mỉ soi mói mấy chiếc túi đó của dì, sợ rằng chỉ nhiều một chút cũng bị dì bắt bẻ, nó có sứt mẻ hay rách gì đó, lại đổ lỗi tại cô. Cô Sơ cảm thấy dì tiêu chỗ tiền nộp quà thật là phóng tay rộng rãi. Nhưng về sau một lần cô tới nhà dì ăn cơm, vô tình liếc thấy mấy chiếc túi treo trên giá. Lúc ấy mới biết mấy loại túi dì mua đều là hàng nhái cao cấp. Lúc ấy xót xa đã vượt trên qua oán trách. Dì tuyệt đối không phải người dễ lừa gạt. Cô biết dì có một sự hiểu biết nhất định với những loại túi này. Vì khi chú còn chưa qua đời, quả thực túi sách hàng hiệu của dì không ít. Sau đó cô mới thay kế sinh nhai, đã bán đi rất nhiều. Kể từ đó trở đi, cô Sơ không còn oán trách gì nữa. Dì là một người ưa sĩ diện, chỉ dùng chút kiêu hãnh nhỏ nhoi để bảo vệ thể diện của mình. Còn bây giờ, cô Sơ thấy đồ thừa gì cũng không nỡ vứt đi, nhưng để mừng cô trở về nhà, lại mua cả đống thức ăn, lại càng thêm chua xót trong lòng. Cô cầm chậu rửa sau, suy nghĩ rồi nói. Dì à, nhà mình bây giờ có phải thiếu tiền lắm không? Không thiếu. Sầm Vân nhặt rau nhanh lẹ. Làm gì? Con mà cần tiền thì dì không để con tiêu xài phung phí đâu. Con không có ý đó. Thế con có ý gì? Dì hỏi con, cái công việc của người chết đó thì vẫn làm sao? Dì, người ta gọi là pháp y. Con tưởng có chữ y dì sẽ là bác sĩ à? Nói trắng ra vẫn là từ sáng tới tối loay hoay với người chết. Làm gì có cái việc ấy hay ho. Cứ ví dụ như giáo sư lần lục lần trước tới nhà mình ấy, chồng thương tá cũng đàng hoàng, cũng giỏi giang. Ích gì, cậu ta đứng trước mặt mấy cô gái nói mình nghiên cứu người chết đấy à? Đứa nào dám lấy? Dì nghe từ từ nói rồi, cậu ta năm nay 30 mấy tuổi rồi chứ gì? Chưa mấy tuổi còn độc thân, chính vì làm cái nghề đấy. Sầm Vân đặt rau lên tớt, lấy một con dao, thái rột soạn. Cố Sơ vừa nghe tới đây, trong lòng lại rối như tơ vò, nhưng cô không tiện nói thật với dì, lát sau mới lên tiếng. Chắc là con không dám làm đâu. Đã đối mặt với cảnh ngộ chia tay rồi, sao cô còn tiếp tục làm việc cùng anh? Sầm Vân nghe xong không hề tức giận, mà đặt dao vào chiếc đĩa đợi bên cạnh, chuẩn bị nấu. Bà ngước mắt lên nói. Nghỉ việc là chuyện tốt, lúc đó dì đã nói với con rồi, bà con đừng có tới Thượng Hải. Giờ thì hay rồi, công việc ở bệnh viện đang tốt đẹp, thì giờ trứng để bị mất, Thượng Hải không phải thích hợp với con, bây giờ chẳng phải vẫn quay về đây hay sao? Cố Sơ trầm mặc. Lần này về thì không đi đâu nữa, mặc dù Quỳnh Châu không bằng Thượng Hải, nhưng gốc rễ của con ở đây, Quỳnh Châu nhỏ bé, người ta cái gì cũng tiện, chí ít thì không chết đói được. Sầm Vân nói lấy củ cà chua trong tay Cố Sơ, cắt ra gọn gàng. Nước cà chua đỏ chót chảy ra ngoài, bỗng khiến Cố Sơ nhớ tới máu của nạn nhân. Cô kinh ngạc, hóa ra cô đã quá quen với công việc nãy rồi. Cô lại nghe Sầm Vân nói tiếp. Qua đợt Tết này, không được vào bệnh viện, tử tế thì còn các bệnh viện khác chứ. Bỏ tiền ra nhờ vào một chút, kiểu gì con cũng có một công việc ổn định. Cứ cho là một tháng kiếm được 1-2 ngàn cũng phải đảm bảo. Không cần đâu gì, chuyện công việc con sẽ tự nghĩ cách. Cố Sơ nghe Sầm Vân nói lại càng buồn lòng. Dì của cô ngoài miệng thì chẳng nể nang ai, nhưng thực tế thì mạnh miệng yếu lòng. Trẻ con, trẻ cái, có cái cách gì? Sầm Vân xem thường, lại ầm ĩ lên. Được rồi, con cứ để đó. Cô Sơ mím môi, rửa tay rồi quay người đi xa khỏi bếp. Khi quay lại trong tay cô đã có thêm một chiếc phong bì đưa cho Sầm Vân. Sầm Vân nghi hoặc, đón lấy xem rồi chợt sửng sốt. Sao lại nhiều tiền thế này? Tiền lương của con ạ, cô nói. Sầm Vân nhìn cô. Chồng người chết mà kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Cố Sơ khó xử. Gì? Rồi được rồi, pháp y chứ gì. Gì, dì cầm lấy chỗ tiền này, dì yên tâm,
chỗ tiền gì bù cho nhà con nhất định sẽ trả. Bình thường gì cũng đừng ăn mấy món thừa nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Với cả con còn có một chuyện muốn nói với dì. Cố Sơ thở dài nặng nề. Con muốn bán căn nhà Tây ở Thượng Hải. Bán nhà Tây không được. Sở Mật lập tức phủ quyết. Con biết nó lấy tên của dì, nhưng bao nhiêu năm nay dì không có ý định gì với nó. Con muốn bán đi để có một khoản tiền, mảnh đất ở chỗ đó bán cũng đủ tiền trả nợ. Đây là những lời thật lòng của cô. Nếu cô thật sự ở lại Thủy Châu, vậy thì sẽ chẳng cần thể tìm ngay công việc. Cho dù cô quay lại Thượng Hải, cũng chỉ có thể ngồi mỗi người một ngả với Lục Bất Thần. Thế thì kiếm được tiền chưa hẳn đã tiêu nhiều bằng cho anh. Nhưng tháng ngày chưa có gì chắc chắn này, cô chưa biết sẽ phải sống bao lâu. Thế nên mới nghĩ tới chuyện bán nhà. Bây giờ kiểu nhà Tây này thật sự rất được giá, cô cần phải trả hết số nợ gì đã gánh cho nhà họ Cố. Như vậy cô cũng yên lòng. Sầm Vân nghe xong những lời này, đánh rơi con dao xuống mặt đất, nét mặt không vui. Nhà này thì nghèo rất mừng tơi rồi sao, mà cần con phải bán nhà bán đất để hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy, lại còn tưởng gì độc ác như nào. Dì cho con biết, đừng có nghĩ cách nữa. Trên giấy tờ viết tên của dì, chỉ cần dì không gật đầu, con đừng có hòng bán đi. Dì, chẳng phải bây giờ con đang bàn bạc với dì sao? Không bàn bạc gì rất, nghĩ cũng không được nghĩ. Lâm Gia Duyệt ngồi đối diện Lục Bất Thần, vẫn là dè dặt quan sát nét mặt của anh. Một tiếng trước, cô nhận được điện thoại của Lục Bất Thần, nói rằng muốn gặp cô, địa điểm do cô chọn. Cô rất kích động, đặc biệt đã chọn một món quán trà yên tĩnh. Khi hỏi ý kiến của anh chỉ đáp lạnh nhạt một câu, tùy. Sau một hồi trang điểm cẩn thận, cô tới chỗ hẹn, muốn dễ dọc đường đang rất hớn hở, nhưng nhìn thấy Lục Bất Thần thì tim chặt đập tịch một tiếng. Sắc mặt anh trông cực kỳ lạnh nhạt. Khi ngước mắt lên nhìn cô, giá lạnh trong mắt ấy tạo thành một cho đối phương một áp lực khổng lồ. Lâm Gia Duyệt cũng cảm thấy không sao thở nổi. Chương 267, đánh mất lý trí. Phòng trà yên tĩnh, một khúc đàn cổ xa xôi tự như đang đứng giữa nơi núi non nước chảy, có hương khúc tanh thanh mát lành trộn lẫn cái ấm áp của hồng trà tô đẹp cho nhau. Giờ này khách khứa vốn không đông đúc, cộng thêm trung thu đã gần kề, bắt đầu một đợt nghỉ lễ ngắn ngày, cả thành phố Thượng Hải cũng dần trở nên yên tĩnh hơn. Lục Bất Thần và cô nối tiếp nhau tới phòng trà, ngồi chưa được bao lâu, Lâm Gia Duyệt chưa kịp lên tiếng, anh đã rút ra chiếc khuyên tai ấy đặt lên bàn. Từ lúc anh bước vào, Lâm Gia Duyệt đã cảm nhận được điều bất thường. Khi anh lấy ra thứ ấy thì lại càng kỳ lạ hơn. Nhìn kỹ, hóa ra là khuyên tai của mình. Sao lại ở chỗ anh vậy? Lâm Gia Duyệt cầm chiếc khuyên tai lên trong lòng bàn tay, ánh mắt nghi hoặc. Lục Bất Thần nhìn cô chằm chằm, không nói một lời. Tìm được là tốt rồi, em còn tưởng mất rồi chứ. Nhìn trông Lâm Gia Duyệt rất vui vẻ, cô nắm chặt chiếc khuyên tai. Anh không biết đâu, em đã tìm chiếc khuyên tai này lâu lắm rồi, cứ tưởng là mất tật. Đây là khuyên tai đặt làm, muốn kết hợp một bộ nữa gần như là không thể. Lục Bất Thần vẫn trầm mặc, ánh sáng nơi đáy mắt u tối đến kinh người. Thấy anh không nói không rằng, Lâm Gia Duyệt cứ cảm thấy mình đang diễn một màn kịch một vai. Ngước mắt lại thấy sắc mặt anh xa sầm lại đến xá lành, trái tim cô chợt đập thịch một tiếng. Rất lâu sau cô mới nói hỏi. Bất Thần, anh nhìn em như vậy là có ý gì? Cuối cùng Lục Bất Thần cũng lên tiếng, bờ môi mỏng hơi mất máy. Lâm Gia Duyệt, tôi chỉ biết cô sành sỏi mấy món hàng cao cấp, không nghĩ là khả năng diễn kịch thiên bẩm của cô cũng rất tài. Lâm Gia Duyệt ngẩn người, nụ cười trên khóe miệng cũng đông cứng lại. Bầu không khí trong phòng trà càng lạnh ngắt, lại càng như mùi hương cổ trúc đã áp chế sự ấm áp của hồng trà. Mãi một lúc sau, Lâm Gia Duyệt mới cất lời. Ý của anh là em cố tình để lại chiếc khuyên tai này ở chỗ anh ư? Lục Bất Thần không hơi đâu nhiều lời với cô ta, ngón tay gầy của anh gõ lên mặt bàn, giọng điệu lạnh nhạt. Tóm lại tôi trả lại chiếc khuyên tai này về cho chủ của nó. Lần sau phiền cô Lâm quản khuyên tai của mình cho cẩn thận, đừng có vô duyên vô cớ chạy đến trên giường của người khác. Nhân tiện nhắc cô một câu, cái thủ đoạn hèn hạ này khiến người ta rất ghê tởm. Lần sau cô Lâm dám giở trò này để quấy rối sơ, tôi tuyệt đối sẽ không khách khí với cô đâu. Dứt lời, anh đứng dậy định rời đi. Anh đợi đã. Lâm Gia Duyệt đứng phát dậy, hét lên sau lưng anh. Lục Bất Thần dừng bước, quay đầu nhìn cô, giá lạnh trong đôi mắt còn chưa tan đi. Cô rét run vì ánh mắt ấy, khí lạnh đã bò lên tận sống lưng. Biết anh nhiều năm như vậy, đã quen với sự hờ hững của anh, quen với sự lạnh nhạt của anh, quen với sự cao quý của anh, quen với sự chuyên chú của anh, coi từng quen với sự lạnh lùng của anh vào giây phút này.
Đó là một ánh mắt cô chưa bao giờ nhìn thấy, hệt như coi cô là kẻ thù, chỉ nhiều đó thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi lùi bước. Một lúc bất thần xa lạ như vậy khiến trong lòng cô đau đớn như bị rủi lỗ. Cô đau vì cô biết rõ ràng anh đang tính sổ với cô vì một người phụ nữ khác. Một người đàn ông cao ngạo là thế, bị một người con gái hạ thấp thân phận của mình như vậy. Lâm Gia Duyệt cuộn trà tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nói: cứ cho là anh không yêu em, nhưng bao nhiêu năm nay anh cũng được coi em là hiểu em. Anh cho rằng em có thể làm ra mấy chuyện này ư? Sự thật chứng minh tôi đã đánh giá quá cao nhận thức của bản thân mình. Lục Bất Thần làm bản lành: xem ra anh cũng không định nghe em giải thích. Lâm Gia Duyệt nghiến răng: giải thích? Lục Bất Thần cười khẩy: xin lỗi, con người tôi tự tin vào sự rành rành hơn. Anh... Lâm Gia Duyệt tức phát nghẹn, rất muốn gào lên với anh, nhưng ngại ở đây là nơi công cộng. Cô bèn hạ thấp giọng: Lục Bất Thần, anh có thể không yêu em, nhưng mong anh đừng có ngậm máu phun người. Hôm nay anh vô duyên vô cớ mang khuyên tai của em tới đây, chụp cho em một tội danh lớn như vậy, anh cảm thấy có công bằng không? Anh không muốn cho Sơ Sơ bị tổn thương, nhưng không thể tùy tiện tìm một con cừu non để tế tội chứ. Lục Bất Thần hơi nhau mắt lại, bực bội lan ra tận đầu mày: Lâm Gia Duyệt, cái khuyên tay là của cô. Nhưng em chưa từng tới nhà anh, sao có thể rơi trên trường của anh được? Khúc mắt Lâm Gia Duyệt đỏ lên, giọng nói tức đến rút mần bật: ai cũng nói đôi mắt của anh tin tưởng, xin hỏi có mắt nào của anh nhìn thấy em bước chân vào cửa nhà anh? Lục Bất Thần nhíu mày: em biết anh sẽ không tin em, vì người con gái anh yêu thương nhất đang chịu ở mức mà. Bình thường tuy rằng Lâm Gia Duyệt không đắc tội với anh, nhưng dù sao cũng là người có thân phận cao quý, gặp phải chuyện này đương nhiên bản tính và sự kiêu hãnh của một cô trưởng lớn sẽ càng dâng cao. Lục Bất Thần, anh đừng cậy em thích anh mà có thể tùy tiện vu vạ cho em như vậy. Lâm Gia Duyệt này tuy rất đố kỵ với Cố Sơ, nhưng chẳng chưa đến mức dùng mấy thủ đoạn thi thiện này để có được một người đàn ông. Lục Bất Thần đứng ngực trời ánh sáng, lại càng tôn thêm vẻ xa cách hở hững của anh. Từ đầu tới cuối anh không nói gì, tới tận khi Lâm Gia Duyệt nói xong câu ấy, anh mới cất giọng lạnh nhạt: cất kỹ cái khuyên tai của cô. Dứt lời, anh quay người, lần này thì anh đi thật. Lâm Gia Duyệt đứng thở dài thay gió, rất lâu khi bóng của anh cao lớn đã biến mất, tới tận khi nơi ấm áp ở tách hồng trà đã tản đi hết, cô mới hoàn hồn. Cô bất lực ngồi sụp xuống ghế, mở tay ra, chiếc khuyên tai nằm trơ trọi trong lòng bàn tay, cứ đau bàn tay cô. Nhưng cái đau đớn này đâu chỉ có bàn tay. Tới tận ngày hôm nay cô mới biết Lục Bất Thần tàn nhẫn cỡ nào. Thì xa bao năm qua, ngay cả thấu hiểu cô một chút anh cũng chưa từng có. Anh không tin tưởng cô, cho dù cô có vô tội hơn nữa, có thành minh bao nhiêu cho bản thân thêm nữa, thì trong mắt anh, trong lòng anh, chỉ còn lại một mình Cố Sơ mà thôi. Cố Sơ, Cố Sơ, Lâm Gia Duyệt lẩm bẩm cái tên này, cô ghét cái tên này. Cố Sơ, cô có tư cách gì khiến lòng tự trọng của tôi rơi hết xuống đất? Lục Bất Thần, anh dựa vào đâu vì một người con gái mình yêu để tổn thương một người con gái yêu anh sâu sắc? Trở về xe, Lai Trì ngủ say đến nỗi ngửa mặt lên trời vì điều tra mấy ngày mấy không được nghỉ ngơi, anh chỉ có thể tranh thủ. Như vậy, Lục Bất Thần ngồi vào ghế lái phụ, khi cánh cửa đóng lại, Lai Trì bàng hoàng tỉnh giấc, anh ấy giật mình mở mắt ra. Ai? Lục Bất Thần không vội màng tới việc anh ấy ầm ĩ, nhìn thẳng về phía trước như đang suy nghĩ chuyện gì. Ơi cậu đấy à, hết cả hồn. Lai Trì thả lòng người, sau khi vươn vai một cái thì vò vò tóc, mái đầu lại bù xù như ổ gà. Xong việc rồi à? Ừ. Việc gì mà thần bí vậy, tôi còn chẳng có cơ hội vào xin tách trà. Lai Trì hoán thán. Lục Bất Thần gõ gõ vào đồng hồ trên cổ tay, nhắc nhở anh ấy: hai tiếng nữa là bay, cậu còn không lái xe, chúng ta có thể không cần tới Bắc Kinh nữa. Làm việc chung với một người từ trên xuống dưới toàn là bí mật như cậu, lại còn kín miệng, thực sự như khó khăn đấy. Lai Trì hết cách đành khởi động xe. Cậu phải thấy may mắn vì tôi không có hống hớt như cậu, nếu không thế giới này sẽ ồn ào lắm. Lục Bất Thần phản bác không chút nề tình. Lai Trì biết cậu ta đang ngầm kích bác mình, anh ấy bĩu môi cũng không hỏi thêm nữa. Họ đi thẳng một mạch tới sân bay, giao thông cũng tạm ổn. Lục Bất Thần dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lai Trì lái xe cực kỳ cô đơn, bèn hắng giọng: này. Không nhận được hồi đáp của Lục Bất Thần, khó hiểu thật. Lai Trì thầm cảm thán trong lòng, đang định giơ tay bật nhạc lên thì nghe thấy Lục Bất Thần chậm rãi lên tiếng: tôi nhận là cậu đừng tạo ra âm thanh gì làm phiền tới tớ. Một câu nói đã ngăn cản hành động thành công của Lai Trì. Anh ấy gác tay lên mô lăng, một tay lơ lửng giữa không trung, rất lâu sau anh ấy chép miệng: nhạc không cho phép nghe, lại không chịu nói chuyện với tôi, cậu muốn tôi ngồi chết à?
Trò chuyện với cậu không phải là công việc của tôi, lại càng phải chẳng phải nghĩa vụ. Lục Bất Thần đáp còn tuyệt tình hơn. Thế không thì cậu lái đi. Xin lỗi, tôi trước nay không quen làm tài xế của người khác. Là chỉ siết chặt vô lăng. Lái xe một mình cực lắm, cô đơn lẻ loi. Vừa hay cậu có thể tập trung tinh thần chú ý đường đất. Mấy đêm rồi cậu không ngủ, con người tôi tiếc mạng sống lắm. Lục Bất Thần, sao cái miệng của cậu độc thế à? Không thể ăn nói dễ nghe một chút à? Là chỉ lẩm bẩm để oán trách trong lòng. Chúng ta là đồng chí chiến đấu trên cùng một chiến tuyến, phải nương tựa lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau mới được. Lục Bất Thần từ từ mở mắt ra, ngước mắt nhìn giờ, từ tốn nói. Cảnh sát là tôi phát huy tinh thần đoàn kết bác ái, hy sinh 10 phút để nói chuyện với cậu rồi, nhiều nữa là phải thu phí. Cậu cũng biết đấy, thời gian của tôi rất quý. Giá sư Lục, tiền của người quen cậu lấy à? Là chỉ bất mãn. Thời buổi này kiếm tiền cũng không dễ. Lục Bất Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi. Chém người thân là con đường nhanh nhất. Là chỉ nhìn anh. Cái đạo lý quái gì vậy? Đúng là cái đồ có tiền càng kỳ bò. Lục Bất Thần cong môi cười, không nói gì nữa, lại nhắm mắt vào. Anh tự nhận rằng mình nhìn quá nhiều người chết. Một thay đổi nhỏ cũng không thể lọt qua được mắt anh. Chuyện trên trời cũng như này. Người sống thích nói dối, nhưng những lời nói dối cũng chưa chắc có thể kết luận chính xác ngay được. Ví dụ như Lâm Gia Duyệt. Bạn ấy khi trả khuyên tai cho cô ta, anh chưa hề nhắc đến một chuyện tìm được nó ở trên giường trong phòng nghỉ. Thế nên cô ta cũng biệt buột miệng nói câu: còn mắt nào của anh nhìn thấy em bước vào cửa nhà anh. Cũng một cái hợp logic. Trong tiềm thức cô ta, giường mà anh nhắc tới là ở nhà. Hôm đó là lần tiên cô ta vào trong phòng nghỉ. Thế nên xét theo tư duy hay có của một người bình thường, tình huống ở trong phòng thử nghiệm chưa thể lập tức trở thành thói quen được ghi nhớ. Thế nên khi Lâm Gia Duyệt biết anh đang chất vấn hành vi của cô ta, tư duy quen thuộc của cô ta chỉ nhắm vào nhà của anh. Vì vậy anh tin rằng Lâm Gia Duyệt vô tội, cũng tức là có người khác bỏ chiếc khuyên tai đó vào chiếc giường trong phòng nghỉ. Có một câu Lâm Gia Duyệt đã nói đúng. Mặc dù đã xác định không thể làm người yêu, nhưng dù gì cũng đã quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh ít nhiều vẫn có phần hiểu Lâm Gia Duyệt. Cô ta không phải một người làm việc cầu thả, trước giờ làm gì cũng rất từ tốn cẩn thận. Điều này có liên quan rất lớn tới việc giáo dục của gia đình. Ngoài ra, mặc dù lúc cô ta tích cực tới phiền phức, nhưng Chí vẫn không có lòng, vẫn còn lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ. Thế nên, nghĩ như vậy, một là có thể loại trừ khả năng cô ta vô tình để rơi khuyên tai, hai là có thể chắc chắn cô ta quả thật không làm việc này. Chỉ có điều tâm trí anh đã hoang mang vì những dòng chữ ấy của cố sơ, nhất thời quên mất mấy việc phân tích lý trí. Là Ngư Khương, Lục Bất Thần mở mắt ra. Những tòa nhà gần cửa xe lùi về phía sau rất nhanh, ánh sáng rực rỡ lờ lọc qua lớp kính thủy tinh trở nên dịu nhẹ hơn, nhưng vẫn khiến đôi mắt của anh nhói đau. Phải, sao anh có thể không nghĩ tới Ngư Khương? Người giúp Lâm Gia Duyệt băng bó vết thương là Ngư Khương, người cùng vào phòng nghỉ với Lâm Gia Duyệt cũng là Ngư Khương. Anh cau mày, tâm trạng cũng muốn nhuốm màu bực bội. Là chỉ ngồi bên cạnh anh nhàn nhã huýt sáo, sau khi thấy anh mở mắt nhăn nhó, lại thấy anh im mặt rồi nói. Không phải chứ, nghe nhạc không cho, tôi tự huýt sáo cho không khí bớt gượng gạo, cũng làm phiền người dân à? Người không giỏi nhạc lý thì đừng tự đắm chìm vào trong đó, rồi kích thích đôi tai người khác. Lục Bất Thần thở dài nặng nề, người anh nghĩ tới là Ngư Khương, sau khi bực bội, phần nhiều là mệt mỏi. Tiếc là thở dài của anh khiến Lai Trì hiểu lầm, còn tưởng mình huýt sáo thực sự khó nghe, bèn buồn bã nói. Có cần phải thế không? Yêu cầu này của cậu cao quá đấy. Lục Bất Thần không để tâm tới ngấy, là chỉ cứ im ắng một lúc, nhưng rõ ràng ngấy có tâm sự. Lục Bất Thần thấy vậy, bèn nhắc nhở một câu. Tôi nhờ là cậu tập trung một chút, tôi chưa muốn chết trẻ đâu. Trên xe chở hóa thạch, tôi làm dám phân tâm. Là chỉ bĩu môi. Coi như cậu thông minh. Nhưng mà... Là chỉ đằng thắng, đổi chủ đề. Hỏi cậu một chuyện nhé. Chuyện riêng thì thôi đi, Lục Bất Thần khẽ nói. Hoặc là chuyện riêng của cậu nữa, tôi cũng không giỏi làm cố vấn đời sống cho người khác đâu. Làm sao cậu biết tôi hỏi cậu không phải là chuyện công? Là chỉ phản bác. Đối mặt với công việc cậu luôn dứt khoát, không bao giờ biểu lộ cái vẻ sắp động cỡn như vậy. Sao lại anh nói khó nghe thế hả? Là chỉ bị đến đỏ bừng mặt mày, rồi lại kéo gương chiếu hậu xuống tự soi. Trong gương hoàn toàn là một hình ảnh anh hùng tuấn tú, chính nghĩa, vì nhân vân và phục vụ. Lục Bất Thần lắc đầu, làm ra vẻ bó tay. Tôi thật sự có chuyện nghiêm túc. Anh ấy quay lại chuyện chính. Nói đi. À, thật ra cố sơ về Kình Châu đón Tết rồi phải không? Cậu tìm cô ấy làm gì? Thì cậu cứ trả lời cô ấy đã về hay chưa đi. Là chỉ hỏi,
Lục Bắc Thần cũng không giấu giếm. Về rồi, La Chỉ mắt sáng rực lên. Nói vậy chắc chắn là Cố Tư cũng sẽ ở lại Quỳnh Châu đón Tết phải không? Sao cậu lại hỏi tôi? Thế tôi còn biết hỏi ai, giờ Cố Sơ lại không có ở đây. Không rõ nữa, chắc là vậy. Cậu thông minh như thế, cho cái kết luận đi. Lục Bắc Thần hơi nhướng mày. Cậu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. La Chỉ bỗng có chút ngần ngập, anh ấy vò đầu. Là tôi đang nghĩ, dù sao cũng quen biết nhau, đón Tết mà không có qua thăm nom có vẻ không hay cho lắm. Ý tôi là tới thăm gì của Cố Sơ, mua cho gì ấy chút đồ, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy con người tôi chẳng mấy lịch sự. Lục Bất Thần nhìn ấy, buồn cười nói. Cảnh sát làn này, gì ở Quỳnh Châu gần như chắc chắn cậu là ai còn chẳng biết. Cậu không xuất hiện, cũng chẳng có ai nói cậu không lịch sự đâu. La Chỉ hòa mấy tiếng, vẻ mặt xấu hổ. Ý của tôi là vụ án của Tiêu Tuyết lần trước tôi đã bắt, chưa biết chừng gì cô ấy cũng biết tôi đấy. Lục Bất Thần mím môi, như đùa như thật. Này, đừng có bày ra cái biểu cảm đó được không? Tôi chỉ là suy nghĩ chu tàn hơn mà thôi. La Chỉ vội vàng thanh minh cho bản thân. Lục Bất Thần không nói gì, chỉ cười mãi. La Chỉ thế thế cũng biết tâm tư của mình không giấu được nữa, ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi đúng là có mục đích. Chuyện này tôi không giúp được cậu đâu. Thế cậu nghĩ là tôi tới thăm chắc không vấn đề gì chứ? Chẳng ai giơ tay đánh người đang cười. Lục Bất Thần đáp một câu nhẹ tênh. La Chỉ sướng sơn, chắc mẩm trong lòng. Lên thủ đô mua mấy thứ, rồi về Quỳnh Châu cũng được. Lục Bất Thần giơ tay lên say say chán, mặc kệ biểu cảm gần như điên khủng của anh ấy. Này, Cố Sơ cũng về Quỳnh Châu rồi đấy, cậu không đi à? Cùng đi không? La Chỉ đưa ra lời mời. Tập trung lái xe đi. Chị tin anh ấy không? Ăn cơm xong, Cố Sơ nằm xuống trên nền nhà nắng chiếu ấm áp. Cố Tư ngồi gối đầu trên người cô, khẽ hỏi. Đã lâu lắm rồi không thảnh thơi như vậy, một buổi chiều không túi bụi công việc, ánh nắng lại cực kỳ rực rỡ, cứ thế yên lặng nhắm ngành cây bên ngoài cửa kính, một sự nhạt nhã rất xa xỉ, chí thì Cố Sơ cho là vậy. Dì không biết quá nhiều chuyện, nhưng Cố Sơ lại không giấu được Cố Tư, nó vốn dĩ là một cô nhóc nhạy cảm, đa nghi. Cố Sơ thầm nghĩ rất lâu, cũng chẳng thể đưa ra được câu trả lời, tin hay không tin, một câu hỏi quá đơn giản cô lại không sao đáp được. Hoặc chị có tin anh ấy yêu chị không? Cố Tư lại hỏi. Trước đây chị chắc chắn, bây giờ thì không biết nữa. Cuối cùng Cố Sơ vẫn lên tiếng. Thật ra em không nghĩ nhiều như gì đâu. Cố Tư tiện tay vừa lấy quả táo cắn một miếng. Em ấy à, chỉ mong chị có thể tìm được một người thật lòng đối với tốt với chị. Mặc kệ anh ấy tiếp xúc với người sống hay người chết, chỉ cần yêu chị thật lòng, muốn qua cửa của em không thành vấn đề. Cố Sơ nhẹ nhàng giơ tay lên, dùng tay che đi ánh nắng trước mặt. Năm ngón tay bị ánh nắng rọi sáng như trong suốt. Cô nói. Có phải thật lòng hay không, hoặc có phải thật tình hay không, điểm này mới khó đoán nhất. Vậy chị có yêu anh ấy không? Cố Tư hỏi. Dĩ nhiên. Chị xác định chị em ấy, chứ không phải là em trai anh ấy. Cố Tư lại hỏi. Cố Sơ khẽ thở dài. Cố Tư à, chị có thể phân biệt rõ. Thôi được rồi. Cố Tư gặm táo rồn rột. Lúc em vừa mới biết chuyện chị ở cùng với anh ấy, em đã có một linh cảm rất mãnh liệt. Linh cảm gì? Cố Tư lật người lại nhìn cô. Em cảm thấy anh ấy bị oán hận chị, đã bỏ em trai anh ấy nên mới yêu chị, nói trắng ra là trả thù. Em nghĩ đang quay phim truyền hình à? Mấy câu hay được nhắc tới này, Cố Sơ không muốn nghe nữa. Cố Tư thấy cô bày ra cái vẻ mặt ấy cũng thôi, lại dựa vào người cô uể oải nói. Thật ra là muốn xem anh ấy có thật lòng yêu chị hay không, cũng chẳng có gì khó. Nhắc đến chuyện kết hôn, nhắc đến chuyện sinh con. Thôi đi Cố Tư, đây là đề xuất Tiêu Tiếu Tiếu đưa ra cho chị, kết quả bây giờ chị thường tích đẩy mình. Cố Sơ xua tay nói. Chương 268, cấp trên lần lượt ghé thăm. Đây là hy vọng của đại đa số phụ nữ mà, dĩ nhiên kết quả của những bài trách nhiệm như vậy thường mang theo bất chắc. Cố Tư bày ra điều bộ ra đời. Nhưng mà tình yêu là nguy hiểm, thăm dò phải thận trọng, muốn tìm kiếm sự thật trên người đàn ông thì phải sinh một cái giá nhất định. Cố Sơ nhìn nó. Sao cứ làm như em có nhiều kinh nghiệm lắm vậy? Cố Tư gõ gõ vào quai hàm. Chỉ riêng một ly cưới cường đã tốn hết sức lực của em rồi. Thấy gương mặt nó hụt hẫng, Cố Sơ vỗ nhẹ vào đầu con bé. Em chỉ nhất thời mê hoặc mà thôi. Nghe nói những cô gái thiếu thốn cảm giác an toàn đều sẽ thích những người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Nhưng tuổi tác chênh lệch giữa Lưu Quế Cường và Cố Tư cũng lớn quá mức rồi,
Thế nên từ trước đến nay, cô luôn cho rằng đối với Lưu Kế Cường, Cố Tư chỉ có ngưỡng mộ và mê hoặc, vốn không phải tình yêu. Cố Tư không muốn nói chuyện của mình, kéo tay Cố Sơ và nói: "Chuyện của em chị không cần phiền lòng, quan trọng nhất là bản thân chị vui vẻ. Chị à, chị yên tâm, em nhất định sẽ không để chị chịu thiệt thòi đâu." "Chuyện tình cảm làm gì có thiệt thòi hay không thiệt thòi chứ?" Cố Sơ mỉm cười. "Hy sinh là hy sinh, thứ đã trao đi rồi thì đừng mong lấy lại được. Khi hy sinh không oán hận, cũng không hối tiếc, cuối cùng cho dù có sự tốn công vô ích cũng đừng than thở." Cố Tư trầm ngâm gì đó, chuông cửa vang lên. Cố Sơ vỗ vào người Cố Tư: "Ra mở cửa đi." Cố Tư ngồi bật dậy rất nhanh, cửa ám muội với Cố Sơ: "Chị đoán xem liệu có phải giáo sư Lục của chị tới không?" "Ăn nói linh tinh, mau ra mở cửa." Cố Sơ đẩy nó một cái. Cuộc điện thoại cuối cùng anh ấy chính là cuộc gọi ở sân bay phố Đông. Cô ngắt điện thoại của anh. Từ gió đó trở về đến bây giờ, cô còn nhận được thêm bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Ngày nào di động cũng như chết rồi. Có lúc tin nhắn hay cuộc gọi, nhưng hoặc là quảng cáo, hoặc là của những người bạn khác duy trì không có của anh. Khi có lẽ cô tại gây hết lần này tới lần khác, làm tổn thương thể diện của đàn ông của anh. Cuối cùng anh đã mất hết kiên nhẫn. Ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể nói được bây giờ anh và cô rốt cuộc được tính là gì. Cứ im lặng như thế, giống hệt như 5 năm trước cô nói lời chia tay, bắt thầm tới tìm cô. Khi cô lấy và Kiều Vân Tiêu đang ở trong một căn phòng khách sạn, anh đã bỏ đi. Kể từ ngày đó, cô và bác thầm như hai người xa lạ. Lần này, liệu cô và bác thần có như vậy nữa không? Cố Tư đứng dậy ra mở cửa, cánh cửa ra vào che chặt hình bóng của nó. Cố Sơ chỉ nghe thấy nó phấn khích a lên một tiếng, trong lòng bỗng có một chút chờ đợi. Cô hy vọng người ấn chuông cửa là Lục Bắc Thần. Thế nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị giọng nói thực tế đánh tan. "Chị Hờ, chị về rồi à?" Là Hứa Đồng. Cố Tư vui mừng hớn hở, còn chẳng hiểu sao trong lòng Cố Sơ lại dâng lên một sự hụt hẫng. Nhưng cô cũng lập tức đứng dậy, đi về phía cửa chính. Hứa Đồng cũng vào trong nhà, trong tay xách túi hoa quả họ thích ăn nhất. Sau khi nhìn thấy Cố Sơ, chị nói một câu: "Chị còn tưởng ngày mai em mới trở về được chứ?" "Ngày mai chính là Tết Trung Thu." "Không có việc gì nên về trước à?" Cố Sơ cất mọi tâm trạng đi, lúc này mới tỉ mỉ đánh giá Hứa Đồng, vừa lại nhìn lại giật nảy mình. "Sao sắc mặt chị kém vậy?" Hứa Đồng thở dài, không nói gì mà đi thẳng vào trong phòng khách, ngồi phịch xuống nền nhà. "Sao vừa về nhà mà chị đã nhăn nhó thế?" Cố Tư cũng ngồi xuống theo, nghiêng đầu nhìn Hứa Đồng. Cố Sơ cũng cảm thấy không bình thường. Hứa Đồng vừa về mới Quỳnh Châu, sao không ở lại nhà gì lại chạy tới đây, chắc chắn có chuyện gì đó. Cô ngồi xuống, kéo một cái gối ôm đưa cho Hứa Đồng, rồi hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi phải không ạ?" Hứa Đồng đón lấy chiếc gối, ôm vào trong lòng, nhìn Cố Sơ rồi lại thở dài nặng nề. "Chị đừng thở dài mãi như thế, vừa nghe chị thở dài là em lại hoang mang." Trái tim Cố Sơ như bị xách ngược lên. "Để em nói nhé." Cố Tư cười hi hi ha ha, rồi cố tình bày ra vẻ huyền bí rồi một hồi: "À, em biết rồi, chị họ, chị có thai." Nó bị Cố Sơ đẩy một cái. "Nói linh tinh cái gì thế à?" "Ây à, em trông chị ấy cứ xị mặt ra như chịu nhiều oán hận và đau khổ lắm ấy. Em muốn chọc cho chị ấy vui mà." Cố Tư tiếp tục gặm táo. Nhưng rất rõ ràng câu chuyện cười này không thể chọc được vui Hứa Đồng. Chỉ kéo tay Cố Sơ, chân thành nói: "Đồng chí Cố Sơ à, em ráng lên." "Sa?" "Vì em cũng sắp oán hận đau khổ như chị rồi." "Ơ?" Bữa cơm tối ở nhà dì, bánh trung thu đã bị Cố Tư bóc ra từ trước, ngồi gặm rất vui vẻ trên mặt ăn. Sầm Vân cũng mặc kệ việc Cố Tư gặm bánh trung thu lãng phí, nhăm nhở như chó gặm. Bà nhìn Hứa Đồng và Cố Sơ, biểu cảm nghiêm túc: "Thế nên ngày mai hai đứa bắt buộc phải thể hiện một chút cho mẹ." Tới tận tối, Cố Sơ mới hiểu nguyên nhân vẻ mặt bi thảm của Hứa Đồng, đồng thời cũng hiểu luôn nét mặt giống như cùng là người lưu lạc nơi chân trời của chị ấy khi nhìn cô. Cái câu giáng lên đó, sau khi nghe xong yêu cầu của Sầm Vân, Cố Sơ không thể giáng được nữa. Sầm Vân, mẹ ruột của chị Hứa Đồng, dì ruột của cô, bắt hai người họ ngày mai đồng thời đi xem mặt. Mai là ngày Tết Trung Thu mà, vốn dĩ là một thời khắc vui vẻ, giờ lại treo lên cùng chuyện xem mặt. Đang tâm trạng lập tức trở nên không còn tươi đẹp nữa. Cô và Hứa Đồng không nói gì, cúi ấp mặt xuống. Cố Tư vẫn vô tư ngồi ăn, nó còn đang học đại học, chuyện này chẳng liên quan gì tới nó. "Có thể hẹn đồng thời, không phải là chuyện dễ dàng đâu." Sầm Vân bắt đầu liên thuyên: "Cả hai đứa đều rất xuất sắc, đều là tiến sĩ, tốt nghiệp đại học danh giá cả đấy. Một người là bác sĩ, vừa hay móc nối được với Tiểu Sơ, nói tiếng có tiếng nói chung. Người còn lại là luật sư, rất hợp với Hứa Đồng,
con làm việc ở công ty, cần kiện cáo gì tiết kiệm được tiền luôn. Mẹ, công ty của con có làm sư cố vấn. Hứa Đồng bó tay, Cố Sơ ngồi bên cạnh cũng rầu rĩ chen vào. Dì ơi, con tiếp xúc với người chết mà. Được rồi, đừng có hết đứa này từ đứa kia viện cớ nữa. Sầm Vân bắt đầu mở lớn volume. Cũng không tự mình xem lại chúng mày bao nhiêu tuổi rồi. Bây giờ thấy đàn ông có điều kiện tốt là phải nắm cho chắc. Cái gì mà duyên mới phận không mới không duyên không phận. Duyên phận đến mà được à? Không giành giật đấy đâu mà có. Suốt ngày đợi số, cuối cùng chỉ đợi được tuổi già nhan sắc tàn phai, còn chẳng lại được gì hết. Con tưởng mẹ muốn trung thu túm hai đứa đi xem mặt lắm đấy à? Con trai nhà người ta không đón Tết hay sao? Bình thường cũng chẳng thấy chúng mày về nhà, không sắp xếp cho chúng mày lúc này thì còn đợi lúc nào nữa. Chị con mới 25 tuổi, cũng đâu có lớn lắm. Cô Tư xen vào một câu. Cháu gái bà Lâu ở trên lầu nhà con năm nay mới 24 tuổi, đã biết bỏ rồi đấy. Sầm Vân quá to, Cố Sơ lẩm bẩm. Vừa không đi học, lại chẳng đi làm, không lấy chồng thì biết làm gì. Người ta vừa không có văn hóa, vừa không có việc làm, nhưng chồng người ta có chồng, có con đấy. Con có không? Sầm Vân không khách khí chút nào. Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi, phụ nữ đương nhiên phải độc lập kinh tế mới có thể sống hạnh phúc được. Bản thân không giỏi thì những người đàn ông mình gặp cũng chẳng tử tế được đâu. Ngay sau đó Sầm Vân lại lập tức nã pháo về phía Hứa Đồng. Con giờ giỏi giang rồi đấy, thế người đàn ông nào xuất sắc của con thì sao? Ở đâu? Con dẫn ra đây cho mẹ xem cái mặt nào. Hứa Đồng, hôm nay con dẫn được một người đàn ông xuất sắc cho mẹ thì mẹ quyết định ngày mai con không cần đi xem mặt nữa. Hứa Đồng cũng ngậm hột tị như Cố Sơ. Còn con nữa? Sầm Vân nhìn về phía Cố Sơ. Con mà chê gì sắp xếp không hay, có giỏi thì đi tìm một người có bản lĩnh về đây. À, Cố Tư lên tiếng yếu ớt. Dì ơi, con yêu nam pháp y có được không à? Đều có chữ y, giống như các anh gì giới thiệu ấy. Tìm nam pháp y cái gì? Đâm đầu vào cho chết còn chưa đủ, giờ lại thích trích thuốc vào bản thân à? Sầm Vân lại gào lên với Cố Tư. Con bị lấy cái bệnh của chị con rồi, đàn ông làm pháp y là loại phụ nữ bình thường lấy được sao? Mấy người muốn lấy pháp y không phải là vì chê mình sống không thọ thì cũng là đầu bị lừa đá. Cố Tư lén lén lên nhìn Cố Sơ. Hứa Đồng mặc dù bên ngoài cứng rắn sắt đá là thế, nhưng về tới nhà đối diện với người mẹ quả quyết, cô cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay. Còn Cố Sơ lại càng không chọi được Sầm Vân, thế nên cũng chỉ biết yên tục im lặng như Hứa Đồng. Sầm Vân quả thực rất lợi hại, một cái miệng đấu lại ba người. Một người con gái có thể khiến mấy tay người Tây trong buổi họp báo cứng miệng. Một người con gái giỏi nhất là biện luận, lại càng không bao giờ chịu nhường nhịn ai. Còn một người con gái, mặc dù không sở trường về tranh luận, nhưng đầu óc cũng cực kỳ nhanh lẩy. Kết quả, tất cả đều thảm bại. Hẹn cho hai đứa ngày mai, tới Thái Phúc Lâu, bốn người cùng gặp mặt, ăn cơm, nói chuyện. Sầm Vân gắp một miếng bỏ vào đĩa, miệng nói không ngừng nghỉ. Đương nhiên mẹ không nói, cứ anh luật sư là hợp đồng đồng đồng, mà anh bác sĩ là hợp với tiểu sơ, ứng ý cháu nhau không sao cả. Tóm lại, một câu là đừng có để lãng phí công sức của mẹ. Cố Sơ đổ mồ hôi, ứng ý cháu nhau, dì cô thật biết nghĩ. Cô thầm ngước lên nhìn Hứa Đồng, Hứa Đồng cũng đang đánh mắt về phía cô, biểu cảm của hai người bối rối nhìn nhau. Cố Sơ lại quay đầu nhìn Cố Tư, Cố Tư đang ăn uống rất vui vẻ, khiến cho cô tức tới nỗi giơ tay đập Cố Tư một cái. Cố Tư giật nhảy mình, miệng đang nhét đầy bánh trung thu, hét lên về phía cô, chất giọng không rõ ràng. Gì vậy? Học câu cười người ngoài trước, hôm sau người cười chưa? Cố Sơ trừng mắt, Cố Tư hiểu ý của chị, uống một ngụm nước mới nuốt hết được đống bánh trung thu xuống. Vậy khi nào tới ngày em bị cười rồi tính tiếp? Tâm lý vững vàng thật, Cố Sơ làm mặt bó tay. Từ 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 giờ còn đang đi học, còn cứ lo chuyện của mình trước đi đã. Sầm Vân quát, Cố Tư đang phát huy tinh thần, xong việc rồi mới giảm ra cắt lượng. Chị họ, cách duy nhất để các chị thoát thân chính là chân mệnh thiên tử của các chị có thể xoẹt một cái, lập tức xuất hiện trước mặt các chị, bằng không thì vô vọng rồi. Chân mệnh thiên tử, Cố Sơ nghe xong, tâm trạng rõ ràng bị bí bức thêm, có người gõ cửa. Từ nhịp điệu và sức mạnh có thể thấy, người đó cực kỳ có giáo dục. Ra mở cửa đi. Sầm Vân sai Cố Tư sai hoàn toàn, Cố Tư đứng dậy, hoài trần một tay. Chân mệnh thiên tử của hai chị giá lâm rồi, la la la. Hứa Đồng lắc đầu ngang ngán, Cố Sơ thì chống tay lên đầu. Cô thật sự hy vọng cái miệng của Cố Tư khai quang. Bên kia, Cố Tư đã mở cửa, rồi lại lập tức á lên một tiếng như ban sáng, khiến con tim Cố Sơ chợt run lên. Sau đó, cô nghe thấy Cố Tư hỏi. Anh là ai à? Cố Sơ thật sự muốn cầm gạch đập vào mặt Cố Tư. Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm trầm. Chào em,
anh là Thịnh Thiên Vĩ, Hứa Đồng sống ở đây phải không? Ngồi trong phòng nghe thấy rất rõ ràng, Hứa Đồng chợt ngẩn người. Cố Sơ bỗng quay sang nhìn chị ấy, cắn đũa, cười hì hì như con chuột xúc xích. Ngoài cửa, Cố Tư làm tròn trách nhiệm của đội trưởng kiểm soát. Thịnh Thiên Vĩ, sao trông anh hơi quen quen? Anh là... Cố Tư! Hứa Đồng nhanh chóng lao ra ngoài, cũng nhân tiện chặn những lời Thịnh Thiên Vĩ định nói lại. Thịnh Thiên Vĩ đang xách hộp quà trên tay, mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn anh bằng vẻ mặt quái lạ, rất lâu sau mới hỏi. Sao anh lại tới đây? Thịnh Thiên Vĩ vừa định trả lời thì thấy Sầm Vân bước tới nói. Ồ, đây chẳng phải là sếp của Đông Đông ư? Mau vào đi, mau vào. Cố Sơ cũng chạy ra ngoài hóng hớt. Chào bác gái ạ. Thịnh Thiên Vĩ lịch sự chào hỏi, định đi vào nhà. Hứa Đồng lập tức đẩy anh ra ngoài, tươi cười nói với Sầm Vân. Mẹ, anh ấy tới làm việc mà, không có thời gian rảnh nói chuyện với mẹ đâu à? Sầm Vân khó hiểu, Thịnh Thiên Vĩ nhìn cười. Đã thế, nên cả cơ thể cao lớn vào trong nhà. Anh tới là chuyện quan trọng, nhưng không có liên quan gì tới công việc. Với lại bác gái đã mời anh vào nhà rồi, anh không vào chào hỏi một tiếng, mới đi thì chẳng lịch sự tốt nào. Chẳng phải vừa chào đó rồi sao? Hứa Đồng nghiến răng ra sức đẩy anh, nhưng anh vẫn đứng im không nhúc nhích. Thế đâu gọi là chào hỏi? Nói rồi, Thịnh Thiên Vĩ giơ hộp quà trong tay hướng về phía Sầm Vân. Bác gái, mấy thứ này để ở đâu à? À, để ngoài phòng khách là được rồi. Sầm Vân vẫn còn chưa hiểu lắm tình hình trước mặt, Cố Sơ cũng hiểu theo nhảy lên. Tổng giám đốc Thịnh, mời anh vào nhà. Cố Tư cũng nhìn Thịnh Thiên Vĩ với vẻ tò mò. Thế là Hứa Đồng cứ thế dừng mắt để Thịnh Thiên Vĩ đi vào. Bác gái, con cũng không biết bác thích cái gì, thế nên mua đại vài thứ. Thịnh Thiên Vĩ nói. Ấy à, tới nhà đều là khách, con quá cáp là cái gì chứ? Sầm Vân tinh mắt, trong hộp quà kia đều là loại sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu từ châu Âu. Cố Sơ đi tới bên cạnh Hứa Đồng, lấy cánh tay huých trệ một cái thì thầm. Ê, có vấn đề. Đừng nghĩ linh tinh. Hứa Đồng hoang mang. Đã đuổi tới tận cửa rồi. Cố Sơ mím môi cười. Làm gì có cấp trên nào tên nhất lại chủ động tới nhà nhân viên thăm hỏi. Chị thằng ấy về thăm hàng xóm đấy à? Hứa Đồng đẩy cô một cái. À. Sầm Vân cũng không phải người ngây ngô. Chuyện Cố Sơ nghĩ ra được, bà đương nhiên cũng nghĩ xa. Bà nhìn về phía Thịnh Thiên Vĩ. Cậu đến là vì Hứa Đồng nhà tôi phạm phải lỗi trong công việc à? Dĩ nhiên không à. Trong công việc cô ấy biểu hiện rất tốt. Thịnh Thiên Vĩ cười nói. Tê. Sầm Vân trần trừ. Hứa Đồng nhìn Thịnh Thiên Vĩ chăm chăm, sự bất an trong lòng bắt đầu lan rộng. Thưa bác gái, là thế này à? Thịnh Thiên Vĩ hắng giọng. Đồng Đồng nói cô ấy nhớ nhà nên quay về trước, còn nghĩ ngày mai cũng là trung thu, dĩ nhiên phải qua thăm bác. Dù sao thì con rể xấu xí chung quy cũng phải tới gặp mẹ vợ chứ à? Cái gì? Người phụ nữ trong cả căn phòng đồng loạt kinh ngạc hét lên. Ngày hôm sau, trung thu, cô béo cúc thơm, ánh nắng khiến người ta rất vui vẻ, chỉ tiếc là Cố Sơ cực kỳ ảm đạm. Mới sáng sớm Cố Tư đã thúc giục cô tỉnh dậy, mỗi một cái trầu lao vào phòng cô ra sức gõ. Dậy thôi, đi xem mặt thôi, đi xem mặt thôi. Cố Sơ giật mình, chỉ muốn lấy gối bịt nó chết ngạt luôn. Cô thở hồng hộc thở mà lấy lên, quát Cố Tư. Em có biết vì sao chị không giết em không? Vì chị không nỡ. Cố Tư lập tức nhảy nhót trên giường, bám chặt lấy Cố Sơ, nhưng nó lập tức bị Cố Sơ đẩy ra. Nhầm, giết em thì dễ, xử lý xác em kiểu gì mới là phức tạp. Mới có mấy hôm không gặp ăn nói quả nhiên đã biến thái hệt như vị giáo sư họ Lục kia. Cố Tư giống như khen ngợi nhưng lại quay ngoắt. Nhưng mà chị còn chưa biết phải xử lý cái xác của em như thế nào thì chị đã hay đối diện với một vấn đề, đó chính là chân mệnh thiên tử của chị, họ đã xuất hiện rồi, thế nên hôm nay chị một mình phải đi gặp hai người. Đây chính là nguyên nhân khiến Cố Sơ muốn phát điên. Di động ở đầu giường kêu lên ở Mỹ, phiền phức hệt như Cố Tư. Cố Sơ phát rồ, vừa lấy di động, bực bội alo một tiếng. Con mau qua đây đi. Là dì Sầm Vân. Dì ơi, dì giết con đi còn hơn, con không muốn đi đâu. Cố Sơ không lóc. Cái anh Thịnh Thiên Vĩ kia đến hôm nào lại không đến, lại nhằm đúng hôm trước ngày xem mặt mà đến. Đến thì cứ đến, tỏ tình khi nào mà chẳng được, lại nhằm đúng hôm trước ngày xem mặt mà tỏ tình. Hai cô bây giờ chỉ còn một thân một mình đối diện với hoàn cảnh, xem mặt ngượng ngập. Bây giờ cô thật sự chỉ muốn mở tung cửa sổ, nhảy xuống đất cho xong. Ăn nói vớ vẩn cái gì? Sầm Vân quát lên, nhưng lại hạ thấp giọng rất nhanh. Bảo con qua đây thì cứ qua đây, đừng có lãng phí thời gian. Cố Sơ ai oán gào lên. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà đi gõ cửa nữa. Khi Sầm Vân mở cửa,
Cố Sư đang dựa người vào khung cửa, Sâm Vân nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cau mày. Muốn chết hả? Không xong son phấn vào một tí, mang cái bộ dạng lôi thôi lếch tách này đi mà xem mặt. Thì không đi nữa à? Cố Sư lầm bầm. Đừng có hỏng, không đi thì con lấy ai? Sâm Vân kéo tay cô. Mau vào nhà đi, có khách tới đây này. Không cần Sâm Vân nói nhiều, ngay từ lúc đi vào cửa Cố Sư đã biết có người tới nhà. Trước cửa đặt một đôi giày nam lớn, quen thuộc tới mức khiến cô sững sờ. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Sâm Vân lại đẩy cô một cái, hạ thấp giọng nói. Sếp con đến đây. Giữ lời bà lầm bầm. Quái lạ, sao mà mấy cậu sếp này chạy cả ngày đến lại không biết. Cố Sư đứng đực ra tại chỗ. Sếp của cô, Lục Bắc Thần, mãi rất lau xô cô mới dịch bước chân, vừa đi vào trong phòng khách, quả nhiên cô nhìn thấy Lục Bắc Thần ngồi trên ghế sofa. Anh mặc áo vest, cúc áo sơ mi được cài nghiêm chỉnh, đang từ tốn uống trà. Thấy cô đi vào, anh đặt tách trà xuống, khóe môi hơi giỡn lên, ý cười cực kỳ mờ nhạt. Ấy ra cái con bé này, về nhà là như vậy, mặt không rửa, đầu tóc không chải, cậu đừng chê cười nhé. Sâm Vân cực kỳ nhiệt tình với Lục Bắc Thần, thấy Cố Sư còn ngây ra đó như cô ngốc, bà huých vào người cô. Nói đi chứ. Cố Sư đau đớn nhảy lên, Lục Bắc Thần buồn cười vì bộ dạng khôi hài của cô, nụ cười nơi khóe môi càng thêm đậm. Hết tập 50. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Thì tập hôm nay có vẻ rất là hay, rất là thú vị. Các bạn đọc thấy có thấy vui không ạ? Từ lúc Oki đọc tập này mình thấy rất thú vị. Và mình quả thực thấy bộ truyện 7 năm Ngoảnh Về Phương Bắc này rất là hay. Thế mà lượng view lại cực kỳ thấp, rất là buồn. Nhưng mà thôi, mình thấy hay thì mình đọc thôi. Mình thấy hay thì mình đọc và mình sẽ chia sẻ với các bạn cái bộ truyện này, cũng như chia sẻ các bạn giọng đọc của mình. Và mình sẽ diễn tả hết sức có thể tính cách của các nhân vật ở trong bộ truyện này. Tại vì đây là bộ truyện đọc, thực sự vì lượng view quá ít nên bộ truyện này đọc không vì lượng view mà cũng không vì mục đích gì kinh tế nữa rồi, mà thực sự là đọc vì mình thích thôi. Nên là các bạn hãy ủng hộ mình nha. Thank you and bye bye.